đứng bên cạnh mình đây có một cái dòng xe, đây là xe Ben nha anh em, không phải là một cái xe tải nữa. Dòng xe Ben này là của thương hiệu Hino, Hino FC9ZETC, một phiên bản 6,5 tấn của dòng Hino mà phiên bản ngắn nha, phiên bản thùng ngắn nó mới có thể đóng Ben được. Thì chiều dài của cái thùng này chỉ 3,5 m thôi, và thể tích của nó là 5 khối và 4,8 khối gần 5 khối. Chiều cao của cái bửng là 7 tấc, chiều ngang của cái thùng á là 2,1 m. Cái thùng Ben này á, thì nó không có mở bửng được nha anh em. Cái thùng Ben này là thùng Ben liền khối, nó không có mở bửng được, nó chỉ mở được cái bửng phía sau để đổ các đá xi măng xuống thôi. Có một cái loại thùng sẽ mở được 3 bửng luôn, tùy theo anh em yêu cầu. Và bên mình đang bán cái xe Hino FC này 6,5 tấn thùng 5 khối với mức giá là 950, sản xuất